Rồi, xin chào tất cả quý vị và các bạn thân mến. Thì Đức sẽ trả lời cái câu hỏi của một bạn tên là Cường Nguyễn. Giá cám cầu Cái Trinh là bao nhiêu tiền? Thì thưa quý vị các bạn, thì cám của cho Cái Trinh, cho Cái Trinh thì bây giờ giá thì cũng dao động. Thì nói chung là mình cũng cũng có cho cám Cái Trinh cũng đã mua, thì trung bình là khoảng 1 triệu, trung bình chắc là 1,5 triệu rồi. Mua 1,5 triệu trên một bao cám khoảng 20, còn 20 kg. Thì cái này là cám cám bột dành cho Cái Trinh, chuyên gì dành cho Cái Trinh ăn. Thì cái nguồn gốc xuất xứ cái bao cám này thì chủ yếu là Trung Quốc, thì cho nên cái cám là xuất xứ ở Trung Quốc, thì mình chỉ nhập Trung Quốc thôi. Thì nay thì tình hình mình cũng chuyển qua trang cá sấy, cá tạp. Thì nói chung là của mình thì mình hiện nay thì mình vẫn chuyển qua cá tạp cho nó ăn, sẽ nhuyễn. Hồi trước thì mình cũng có mua cám, thì tại vì thì nó tiện lợi, thì mình đã mua cám của Trung Quốc ấy, cái dành riêng cho Cái Trinh. Thì đây là cái cho nên thì mình mua cho cá nó ăn, thì giá của nó còn 1,5 triệu nha. Rồi, cảm ơn các bạn. Nếu các bạn nào thấy hay để lại bình luận ở bên dưới, hoặc đặt câu hỏi thì mình sẽ trả lời. Cảm ơn các bạn rất nhiều.